chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng đang hoạt động rất tích cực ở trên TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Và nếu các bạn yêu thích mình hoặc là thích tiếng Trung chẳng hạn, thì hãy cứ follow mình nhé. Ngày hôm nay sẽ là một cái buổi mà mình ngồi nói chuyện phiếm với các bạn thôi. Nó sẽ là một buổi chúng mình ngồi cùng nói chuyện về việc là 14 năm trước, rốt cuộc mình đã học tiếng Trung như thế nào. Có thể là ở đây nhiều bạn đã biết rồi, cũng có thể là có nhiều bạn chưa biết. Thì mình đã bắt đầu học tiếng Trung từ năm 2009. Và ngay từ khi bắt đầu học tiếng Trung là mình đã sang Trung Quốc rồi. Tức là mình chưa bao giờ học tiếng Trung ở bất kỳ một thầy cô giáo người Việt Nam nào cả. Sau một cái chặng đường học hành dài 14 năm, mình quay đầu nhìn lại và mình mới nhận thấy là cái kiểu học tiếng Trung của 14 năm trước đây và học tiếng Trung của ngày bây giờ nó đã có cái sự khác biệt rất là nhiều. Có thể nói thẳng toẹt ra là ngày nay các bạn học tiếng Trung tiện vãi chưởng. Và cụ thể thì chúng nó khác nhau như thế nào? Bắt đầu thôi. Có 3 thứ khác biệt tiêu biểu nhất mà mình muốn nói đến, đấy là tài liệu học, giáo viên và app học tập. Trước tiên là tài liệu học. Vào năm 2009 thì chúng mình không có nhiều sự lựa chọn về tài liệu học. Và khi đó thứ tài liệu duy nhất mà chúng mình được học đấy chính là bộ giáo trình 6 cuốn này. Đấy, cái bộ cũ cũ rồi này. Thế nên mình đã nói là cái bộ này có từ thời khốt ta bít đến tận bây giờ rồi. Về cơ bản thì vẫn cứ chỉ là bình mới rượu cũ ấy. Thời đấy thì chúng mình ra bên trường học và chúng mình được học cái bộ 6 cuốn. Nhưng nó là bản tiếng Trung, bản tiếng Trung Anh, chứ nó không có tiếng Việt đâu các bạn. Có một cái điều mà mình khá là phản cảm với cái bộ này, đấy chính là cái giải thích ngữ pháp ở bên trong sách nó khá là khó hiểu. Và trên thực tế thì ở cái thời điểm 14 năm trước, mạng xã hội thì nó chưa có phổ biến như ngày nay. Chúng mình không thể dễ dàng mà có thể lên Facebook hay là YouTube để có thể tra hỏi các cái cấu trúc ngữ pháp như thế nào hay là có ai giảng giải cho chúng mình. Cái thời đấy đến cả điện thoại mình còn đang dùng Nokia củ gạch cơ mà. Tài liệu tham khảo của chúng mình khi đấy cũng rất là ít, thậm chí có thể coi như là gần như không có. Chủ yếu là chúng mình sẽ học từ giáo trình và tham khảo thêm từ thầy cô. Vào năm 2009, đối với chúng mình là gần như không có khái niệm video bài học. Chúng mình sẽ không thể dễ dàng có thể lên YouTube và search ngay lập tức xem có ai đó giảng giải tiếng Trung hay là cung cấp ngữ pháp hay cung cấp từ vựng như bây giờ. Thời đấy nó chưa phát triển đến như thế. Và bên cạnh đó, bởi vì mình sống ở Trung Quốc nên bạn biết đấy, Trung Quốc có tường lửa và chúng mình không dễ dàng gì có thể lên được YouTube. Vậy nên khi chúng mình gặp khó khăn trong học tập thì cái phao cứu sinh đầu tiên phải nghĩ đến chính là thầy cô giáo. Hoặc là chúng mình sẽ tìm đến các bạn bè xung quanh, các anh chị khóa trên, hoặc là tự mình giác ngộ thông qua làm bài tập. Đến ngày nay, ở cái thời điểm năm 2023 này, mình nhận thấy là các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn chúng mình ngày xưa rất là nhiều. Giáo trình như mình nói, bên cạnh cái bộ giáo trình 6 cuốn vẫn còn đang tồn tại từ thời khô ta bít, thì chúng ta còn có bộ giáo trình chuẩn HSK rất là phổ biến. Ngoài ra còn có rất nhiều sách, rất nhiều các tài liệu để dành cho các bạn học tiếng Trung thiên về khẩu ngữ giao tiếp, học tiếng Trung thiên về kinh doanh buôn bán, vân vân. Các sách tham khảo về ngữ pháp này, về từ vựng hay là luyện dịch hay là chuyên để làm bài tập thì cũng cực kỳ nhiều để các bạn có thể lựa chọn mua sắm về để làm. Nói chung là chỉ cần các bạn chăm và có tiền thôi, chứ còn sách thì không có thiếu. Thế nên có một điều khá là hài hước, đấy là ở cái thời điểm năm 2023 này, các bạn sẽ thường hỏi nhau là chị ơi chị, em nên mua sách gì? Còn ở cái thời điểm năm 2009 ấy, thì chúng mình sẽ thường hỏi nhau là chị ơi chị, có cái gì để mua hay không? Cái thứ hai mà có sự khác biệt đấy chính là giáo viên. Thú thật với các bạn là mình chưa bao giờ đi học qua bất kỳ một cái trung tâm đào tạo tiếng Trung hay là một người giáo viên dạy tiếng Trung nào mà là người Việt Nam. Bởi vì ngay từ ban đầu mình đã bị sút sang Trung Quốc và học ngay từ đầu rồi. Thế nên toàn bộ giáo viên của mình đều là người Trung Quốc. Trước đây mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này. Thực ra khi nghe giáo viên người Trung Quốc dạy tiếng Trung có vẻ rất là uy tín và rất là ok đúng không? Đúng, đúng. Thì đúng đấy, nó sẽ ok khi mà các bạn học phát âm. Tuy nhiên khi học ngữ pháp thì nó rất là oằn. Kiểu các bạn tưởng tượng đi, tớ là một tấm giấy trắng, tớ tiếng Trung gần như là con số 0, đang rốt ơi là rốt. Xong rồi tớ phải học tiếng Trung bằng tiếng Anh, và sau đó là học tiếng Trung bằng tiếng Trung. Khi mà tớ đang cầm phải cái bộ giáo trình 6 cuốn, cái ngữ pháp đã rất là khó hiểu rồi. Lại còn thêm cả các thầy cô giáo Trung Quốc giảng ngữ pháp tiếng Trung bằng tiếng Trung. Mà nó trôi tỉ dã man luôn. Thật sự luôn ý. Vậy nên là quá trình học ngữ pháp của chúng mình khi đó rất là oằn. Nói tóm lại là nó mệt vãi chưởng à. Và đấy là lý do tại sao mà tớ luôn luôn khuyên các bạn rằng nếu như có thể, nếu như có điều kiện, hãy học ngữ pháp từ các thầy cô giáo người Việt Nam. Thật ra thì cái vấn đề này không chỉ là riêng tiếng Trung đâu, mà mình tin là trong tất cả các môn ngoại ngữ khác nói chung thì đều là như vậy.
Bất kể là bạn học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung hay tiếng khỉ mẹ gì thì tốt nhất là nên học ngữ pháp từ giáo viên người Việt Nam. Okay. Bởi vì các thầy cô giáo người Việt Nam có thể giảng giải cho bạn tận tình xem cấu trúc câu nó tại sao lại như vậy và bạn có thể dễ dàng hiểu được do không có sự bất đồng ngôn ngữ. Ngày nay thì mạng xã hội phát triển nhiều, các bạn có thể tham khảo qua rất nhiều các video bài học, thậm chí là học online. Cứ thầy cô giáo nào dạy tốt mà dạy online thì kể cả ở xa đến đâu bạn vẫn có thể đăng ký được. Tiện vãi chưởng. Và một điều cuối cùng khác biệt lớn nhất đấy chính là app học tập. Năm 2009, thứ điện thoại mà mình dùng nó là Nokia cục gạch. Chúng mình vẫn chưa có thứ gọi là điện thoại thông minh như bây giờ. Ông nào giàu lắm thì có nhá, mà mình thì không giàu đến thế. Mình vẫn dùng con Nokia cục gạch. Và công cụ hỗ trợ học tập của mình khi đấy là một cuốn từ điển giấy dày vãi cả linh hồn. Cái hồi đấy, trước khi ra ngoài đường, mình sẽ cần phải suy nghĩ trước là ngày hôm nay ra đường có thể là mình sẽ cần sử dụng đến những từ vựng nào, xong sẽ phải tra trước, rồi ghi ra giấy, rồi sau đó mới dám tự tin đi ra đường. Thế còn nếu như mà lỡ ra đường ấy mà gặp phải những cái từ mà mình không có trong này thì cứ giả câm giả điếc và cứ nói thẳng toẹt là ủa thinh tu tủng thôi. What the hell? Và ngoài ra trong quá trình học từ vựng khi đấy, chủ yếu là mình sẽ sử dụng các phương pháp là viết ra giấy này, viết lên không khí này, sử dụng flashcard bằng giấy kiểu tự viết tay ấy, xong rồi vừa đi vừa lật lật kiểu như thế này này. Muốn luyện ngữ pháp á, rửa sách bài tập ra mà làm. Còn nếu như muốn luyện kỹ năng dịch thì chúng mình sẽ phải tự tưởng tượng nội dung ra mà dịch. Ngày nay các bạn học hành tiện lợi hơn chúng mình ngày xưa rất là nhiều. Các bạn không còn cần phải gắn lấy cái cuốn từ điển dày 4 cân như chúng mình ngày xưa nữa, mà các bạn đã có app từ điển được tích hợp ở trên điện thoại thông minh. Chỉ mất khoảng 2 đến 3 giây để tra một từ vựng, và thậm chí nếu muốn, bạn có thể tra cả câu. Cái thời sử dụng flashcard bằng giấy gần như là đã qua, khi các bạn có thể sử dụng các app học tập để hỗ trợ ngày nay ở trên điện thoại. Tiện lợi, dễ dùng, nhanh chóng, đem đến mọi nơi. App từ điển thì mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng Hanzi. Đây có thể coi là app từ điển quốc dân của dân học tiếng Trung. Còn nếu các bạn đang muốn tìm một app học tập thì chúng ta có một thứ gọi là QChinese. QChinese có cái giao diện mà trông nó không được màu mè, hoa lá cành hay hoạt hình lắm đâu. Tuy nhiên đó là một cái app học tập tiếng Trung khá là ổn áp. Bộ từ vựng ở trong app này được tích hợp từ giáo trình chuẩn HSK trải từ HSK1 đến HSK6. Với mỗi bài học nó sẽ có bao gồm mấy phần như sau. Phần đầu tiên là bài khóa kèm theo từ vựng, giải nghĩa và phát âm. Phần thứ hai là giải thích ngữ pháp. Phần thứ ba là gõ hán tự nhằm củng cố cái khả năng nhớ từ vựng cũng như nhớ mặt chữ của các bạn. Và phần cuối cùng là ứng dụng dịch câu. Không như 14 năm trước, chúng mình có thể không biết phát âm như thế nào. Nhưng ngày nay, nếu như bạn cảm thấy hơi lấn cấn một chút về phần phát âm, thì đã có ngay cái nút ấn phát âm ở bên cạnh để cho các bạn có thể nghe và tham khảo. Hay là với những cái hán tự có cái nét viết phức tạp thì bạn cũng có thể dễ dàng tra được thứ tự nét viết của hán tự đó như thế nào. Ngoài ra thì QChinese cũng có sẵn flashcard để các bạn có thể dễ dàng học và nhớ từ vựng. Không còn cần như chúng mình ngày xưa là phải tự viết ra và tự lật giấy nữa. Hệ thống có quiz game hỗ trợ các bạn nhớ từ vựng thông qua việc hỏi đáp các cái bộ câu hỏi cho đến khi bạn trả lời được chính xác toàn bộ câu hỏi đó. Tất nhiên, điểm tiện lợi là bạn có thể hoàn toàn sử dụng QChinese ở trên điện thoại. Ưu điểm của nó là bạn có thể chủ động thời gian, linh hoạt di chuyển đi lại, học mọi nơi mọi lúc. Còn nếu như bạn không muốn dùng qua điện thoại thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng QChinese ở bản web ở trên máy tính. Toàn bộ quá trình học và điểm số của các bạn cũng sẽ được lưu lại ở trong phần hồ sơ. Các bạn có thể hoàn toàn xem lại lịch sử làm bài tập, làm bài thi và theo dõi tiến độ học tập của bản thân hiện tại. Và hiện nay thì QChinese cũng đang có một món quà dành cho những bạn theo dõi kênh Khoai Tây Yêu Tiếng Trung. Nếu như các bạn mua tài khoản VIP để học ở trên QChinese và nhập code Khoai Tây, bạn sẽ được tặng thêm 25% thời gian sử dụng. Kể ra ngày xưa mà mình có nhiều app học tập như thế này thì có phải nhàn hơn biết bao nhiêu. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại cho mình một like, một share, một comment, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!